Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 50 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, trận chiến trên mặt đất đã kết thúc từ lâu. Mấy tu sĩ trúc cơ đến giải cứu đều đã bị xóa sổ. Những tu sĩ trúc cơ khác của chu yêu minh định cứu trợ khi nhìn thấy cảnh này thì cũng không dám đến gần nữa. Bọn họ bay trong không trung chỉ có thể quan sát từ xa. Lúc này phía đông đã hửng sáng, Dạ Du Nhân đều không dám tản ra xa, cứ đứng ở dưới chân động đỉnh sơn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lặng lẽ dõi theo trận chiến ở trong thanh khư ảo cảnh. Không gian giữa trời và đất dường như đã trở thành một cái vũ đài. Những người khác đều ẩn mình dưới vũ đài để làm khán giả. Hai người Lý Thanh Sơn với Phó Thanh Khâm đứng ở giữa vũ đài, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chiến thắng hay thất bại của họ sẽ quyết định kết cục của Thanh Hà Phủ, cũng như sự sống chết của vô số sinh mạng khác. Có vài kẻ ngồi trên gian của khách quý trong bóng tối, ẩn thân che giấu sự tồn tại của họ. Mỗi người đều lặng lẽ quan sát quyết đấu với những tâm tư khác nhau. Thấy thanh khư ảo cảnh biến thành một cái biển kiếm khí khổng lồ cuồn cuộn, bao phủ lấy tất cả, sau đó cuốn quanh Lý Thanh Sơn. Trái tim Dạ Liêu Tô đột nhiên căng thẳng, nàng tự lẩm bẩm một mình. Chủ nhân quả nhiên đã bất khả chiến bại. Dạ Liêu Tô vỗ vai nàng, nói không sai, phải tin tưởng chủ nhân. Đuôi hổ của Lý Thanh Sơn cuốn lấy thanh huyết đao, huyễn hóa thành vô vàn lớp huyết quang, chiến đấu với kiếm khí làm nó tiêu tan. Hắn vung quyền đạp võ, điên cuồng như ma quỷ, không ngừng công kích vào không trung, tạo ra vô số vết nứt. Từng cỗ sức mạnh khủng khiếp lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, hủy diệt hết thảy kiếm khí. Ngay sau đó là tiếng gầm vang dội điên cuồng, sóng chấn động cuồn cuộn xuyên qua và chọc thủng cả biển kiếm khí, còn thấy được cả bầu trời là mờ sáng màu xanh đậm ở bên ngoài. Hắn còn chưa kịp tận hưởng thì chợt dùng mình một cái, một cỗ sát khí lạnh lẽo truyền đến từ phía sau. Phó Thanh Khâm vọt ra từ trong biển kiếm khí mênh mông, đạp lên trùng trùng sóng dao động. Thanh khư kiếm chớp nhoáng, phảng phất như muốn rách nát màn đêm đen. Một nhát kiếm này làm cho tất cả biển kiếm khí tan ra, sau đó toàn bộ tụ lại trên thân kiếm, một kiếm phá không. Từng mảnh linh khí huyền giáp tập trung lại hóa thành một bức tường kính và hình thành phản chiếu rõ ràng cho thấy hình ảnh Phó Thanh Khâm. Đương nhiên, Phó Thanh Khâm không phải cục đá trơ trơ ngốc nghếch, hắn đã lập tức cảm nhận được hình ảnh trong kính. Cả hình ảnh ấy và Phó Thanh Khâm đều mang một khí thế tương đồng. Ánh mắt Phó Thanh Khâm lạnh lẽo, cho dù người là thần tiên phương nào thì cũng chẳng ngăn được uy lực của thanh khư kiếm. Phá! Khi hai mũi kiếm va chạm nhau, một gợn sóng hình vòng tròn dần dần xuất hiện trên mặt kính. Hình ảnh Phó Thanh Khâm ở trong kính cũng vặn cong, tiêu dẹp theo. Trong phút chốc, tiếng răng rắc vang lên, vết nứt lan tràn, bức tường và hình ảnh Phó Thanh Khâm đều ầm ầm rơi vỡ thành từng mảnh. Phó Thanh Khâm không chút vui mừng, trong lòng còn trùng xuống. Lý Thanh Sơn cười, lộ ra răng nanh, huyết đã bị chém ra xa cả 10 trượng và mạnh mẽ nói với Phó Thanh Khâm. Chịu chết đi. Mặc dù linh quy huyền giáp đã được Lý Thanh Sơn dùng toàn bộ tinh thần khống chế, nhưng vẫn khó lòng ngăn chặn được sức tấn công của thanh khư kiếm. Nhưng dù sao đi nữa, như vậy cũng đủ khiến thanh kiếm chắc chắn của Phó Thanh Khâm gặp khó khăn. Kiếm pháp và kiếm ý không còn khốc liệt nữa. Cao thủ giao đấu với nhau chỉ cần một kiếm là đủ. Keng! Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, từ trên không trung rơi xuống. Lý Thanh Sơn không bổ đao tới Phó Thanh Khâm mà lại tấn công vào trên mũi thanh hư kiếm. Vào giây phút cuối cùng, Phó Thanh Khâm dùng người kiếm hợp nhất để ẩn thân vào trong thanh hư kiếm, may mắn trốn được một kiếp, nhưng cuối cùng cũng bị thương khá nặng. Lý Thanh Sơn bị mắng là không biết xấu hổ, hắn hét lớn một tiếng. Chặn hắn lại! Thật không nghĩ tới trong mắt Phó Thanh Khâm, hắn cũng không biết xấu hổ đến cực điểm, giống mấy kẻ được coi là bản lĩnh cao cường kia. Dạ Du Nhân phản ứng không chậm, không chờ hắn ra lệnh đã lập tức phi thân lên, nhưng thanh khư kiếm càng nhanh hơn, xoay vút một cái giữa không trung, xuyên qua đám Dạ Du Nhân đông đúc phi về phía đông nam. Thực lực còn kém một bậc, nếu không phải là mai phục tấn công thì rất khó ngăn cản kẻ mạnh như vậy trốn thoát nếu chỉ dựa vào số lượng đông. Lý Thanh Sơn mắng rằng: "Huyết ảnh, ngươi xem trò vui chắc cũng xem đủ rồi chứ?"
Một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó huyết ảnh bay vút ra. Bằng tốc độ của hắn, lẽ ra đã có thể đuổi kịp lâu rồi, nhưng hắn lại ước rằng Lý Thanh Sơn bị Phó Thanh Khâm giết sạch, còn mình làm ngư ông đắc lợi, sao có thể chịu cùng Lý Thanh Sơn liên thủ chứ? Nhưng lúc này thấy có cơ hội, hắn cũng không muốn cứ thế bỏ qua cho Phó Thanh Khâm. Huyết ảnh lóe lên một cái, chặn Thanh Khư kiếm lại. Lớp áo choàng phía sau bỗng chốc hóa thành cả bầu trời huyết sắc, bao phủ lấy cả Thanh Khư kiếm. Thanh Khư kiếm có thể phá tan tất cả mọi thứ, nhưng khi đối diện với một màn huyết quang này thì lại ngập ngừng dao động, hết xông về bên phải lại đâm tới phía trái, mãi vẫn không thể tìm được khe hở thoát ra. Phó Thanh Khâm cũng có vài lần giao thủ với huyết ảnh. Hắn biết này là màn huyết quang có thể làm ô uế binh khí. Khi linh khí bình thường dính phải thì toàn bộ linh tính sẽ biến mất, ngay sau đó sẽ biến thành một khối sắt thường, đáng sợ hơn so với tất cả các loại đòn tấn công khác. Nếu như là ngày xưa, Phó Thanh Khâm sẽ hoàn toàn không quan tâm đến điều này, bởi vì hắn có kiếm khí linh quang bảo vệ, cùng lắm là quay về tế luyện mấy ngày là hết. Nhưng hôm nay, Thanh Khư kiếm liên tiếp bị thương, kiếm khí linh quang đã tiêu tan đến cực độ. Nếu bây giờ còn bị huyết quang làm ô uế, vậy coi như sẽ không thể cứu vãn nữa rồi. Phó Thanh Khâm, ngươi cũng có ngày này sao? Huyết ảnh nở nụ cười xấu xa, thu cả màn máu kia lại. Lúc này, Phó Thanh Khâm đã thành ba ba trong vải, hiện hình trước mặt hắn. Bản thân rơi vào tuyệt cảnh, không ngờ lại khiến Phó Thanh Khâm khôi phục lại dáng vẻ thong dong tự tại, nhanh như chớp lao về phía huyết ảnh. Huyết ảnh cũng không sợ làm cho Phó Thanh Khâm bị thương, hắn cười gằn một tiếng rồi phi thân. Đây là cơ hội hoàn hảo để trả thù. Lý Thanh Sơn khôi phục nguyên hình, hắn vung đôi cánh phong thần rồi xà xuống, không thể để cho huyết ảnh một mình hưởng lợi từ túi bách bảo của Phó Thanh Khâm được. Vào lúc này, một linh cảm nguy hiểm xuất hiện, làm cho hắn phải dừng lại và bay lùi về phía sau. Huyết ảnh không hề biết gì, trong tích tắc đã tiến đến sát gần Phó Thanh Khâm. Phó Thanh Khâm khẽ vung tay áo, cầm một đạo xích phủ rồi giơ lên, phủ văn ở trên mặt lóe sáng một cái. Ánh sáng tỏa ra chói lóa, tia chớp trắng uốn lượn hàng trăm thước, giống như một con rồng vậy. Trong phút chốc, nụ cười xấu xa của huyết ảnh đã biến thành vẻ kinh sợ. Cho đến khi hắn kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, thì lôi long đã xuyên thấu lồng ngực. Phó Thanh Khâm lướt qua người huyết ảnh, hắn vung một kiếm lên mà không tốn một chút sức lực nào. Dường như mãi một lúc sau, hắn mới nghe thấy tiếng sấm sét ầm ầm vang vọng giữa không trung, chấn động thiên địa. Lý Thanh Sơn sững người, e rằng vừa rồi Phó Thanh Khâm sử dụng không chỉ là xích phổ mà còn là trung phẩm hay thậm chí là thượng phẩm. Nếu như ngay từ đầu Phó Thanh Khâm đã sử dụng thứ đó, có lẽ thắng thua sẽ càng khó coi. Niềm vui vì chiến thắng của Lý Thanh Sơn chợt biến mất, thay vào đó là cảm giác thận trọng. Hóa ra hắn đã quá xem thường ba chữ tàng kiếm cung. Phó Thanh Khâm thoát thân ra ngoài, hắn không hề chạy trốn mà bay ở giữa không trung. Trên mặt hắn là vẻ thổn thức không nói nên lời, thậm chí còn có một tia ảo não. Sau khi đã chứng kiến sức mạnh của lôi long, không còn ai dám tùy ý tiến lên trước nữa. Ngay sau đó, hành động của Phó Thanh Khâm khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Hắn cúi người về phía Lý Thanh Sơn. Bác Nguyệt, cho phép ta lỗi ở đây, bởi vì quá khứ ta đã quá coi thường người. Lý Thanh Sơn cất lời. Người đang cầu xin tha thứ ư? Phó Thanh Khâm nói. Không, đây là chiến thư. Vậy thì cứ về cầm lục phù của ngươi tới đây, sau đó đại chiến 300 hồi với ta đi. Lý Thanh Sơn ngang nhiên không sợ, nhiệt huyết sôi trào nói tiếp. Phó Thanh Khâm nói. Thân là kiếm tù, nếu như chưa đến lúc nước sôi lửa bỏng, nguy hiểm cùng cực, thì không được mượn sức mạnh của ngoại vật. Đây là quy tắc bất thành văn của tàng kiếm cung. Lý Thanh Sơn cười nhạo lại. Đối với ngươi mà nói, quy tắc này cũng không phải không có chỗ dùng. Tốt nhất ngươi đừng làm bộ làm tịch nữa. Nếu như ngươi dùng không đủ, có khi còn có thể đòi tàng kiếm cung tặng thêm nữa. Ta, Phó Thanh Khâm xin thề, không mượn sức mạnh của ngoại vật, không dựa dẫm vào thành công của người khác, ta sẽ dùng thanh kiếm này chiến thắng người. Phó Thanh Khâm giơ cao trường kiếm, thanh sam tung bay. Trong giây phút này, vẻ suy sụp tiêu điều ảm đạm trên người hắn đều biến mất, thay vào đó là dáng vẻ kiếm khách tiêu diêu ban đầu. Lý Thanh Sơn cũng bị kích thích lên hào khí trong lòng, thu lại nụ cười, cao giọng nói. Truyền lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, lúc ta với người này giao thủ, không ai được phép quấy rầy. Phó Thanh Khâm, ta có thể đánh bại ngươi một lần, thì có thể sẽ đánh bại ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến khi giết chết ngươi mới thôi. Năm ngón tay giơ ra, rồi dùng sức mạnh nắm lại. Ta sẽ tự mình đánh nát sự kiêu ngạo của ngươi. Ánh mắt của Phó Thanh Khâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Sơn. Ngươi thực sự không giống yêu quái.
Đáng tiếc. Nói xong, nhân kiếm hợp nhất bay vút đi. Lý Thanh Sơn nhìn luồng sáng xanh đã bay xa, cũng không lãng phí khí lực đuổi theo làm gì. Phương Đông ánh lên một luồng sáng kim sắc, bay tận lên tầng mây, hào quang vạn dặm. Trăng vẫn sáng ở phương Tây, treo lơ lửng ở trên đầu Lý Thanh Sơn. Những tu sĩ từ xa ngước lên thấy cảnh này liền lẩm bẩm nói: Nguyệt ma. Sau sự khủng bố của huyết ma với thạch ma, hắn vốn may danh ẩn tích 3 năm, dùng một trận chiến mà thành danh, dùng sức mạnh cường đại hơn hai kẻ trước mà có được danh hiệu Nguyệt ma, như một cái bóng phủ lên tim của tất cả tu sĩ. Dạ Du Nhân cũng phải cúi đầu thần phục bóng dáng trên không trung đó. Các chủ mẫu cũng phải ngoan ngoãn dâng bách bảo nang lên. Dạ Liêu Tô đi lên trước nói: Chủ nhân, tiếp theo chúng ta. Lý Thanh Sơn quét mắt một vòng, phi thân xuống, vững trái đáp xuống đỉnh đồng đang định lén lút chạy trốn, sau đó giơ tay lên: Minh Châu, đem địa đồ tới. Mặt trời dần mọc lên, mặt trăng đã lặn xuống, nhưng trời sáng thì cũng có sao. Hiện tại uy hiếp lớn nhất là Phó Thanh Khâm đã bị thương nặng, vô lực tái chiến, chính là thời cơ tốt nhất để đại phá chủ yêu mình. Bác Nguyệt, ngươi ám hại ta. Một giọng nói cay độc phát ra từ trong rừng. Huyết Ảnh sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt vặn vẹo. Không, là cả người đều đang vặn vẹo để bổ sung lại phần ngực trống rỗng. Bị lôi long có lực phá hoại cực mạnh đánh trúng trực diện, một bộ phận thân thể của hắn đã trực tiếp tan biến, tạo thành tổn thương không thể bù đắp được. 3 năm hút máu tu hành gần đây như bị hủy trong phút chốc vậy. Lý Thanh Sơn cười nhạo nói: Hóa ra ngươi vẫn không chết, muốn làm ngư ông mà cũng không tự lượng sức mình. Mau cút đi, không thì để lão tử tiễn ngươi một đoạn. Ngươi Huyết Ảnh chỉ vào Lý Thanh Sơn, tức đến tái cả mặt. Lần này ra tay mất cả chỉ lẫn chài, thật sự là mất hết thể diện. Cánh phong thần phất lên, Lý Thanh Sơn xoài một bước đến trước mặt Huyết Ảnh, một đao chém hắn thành hai đoạn, quét ngang một cước, sức mạnh chấn động phát ra, đã nửa thân trên của Huyết Ảnh thành một cục máu thịt lẫn lộn bay ra. Biến đi. Lý Thanh Sơn vác đao quay lại, đang định nói gì đó thì đột nhiên cảnh báo trong tâm trí giật liên hồi. Phía đông đột nhiên sáng lên, một luồng khí cương trực vọt lên không trung. Nhắm mắt nhìn thì thấy hóa ra là một lão già nhỏ gầy, mặt đầy nếp nhăn, khuôn mặt cứng nhắc và hoàn toàn là chính khí. Một kiếm vụt ra như mặt trời mọc đằng đông, không thể ngăn cản được. Chính là viện chủ Văn Chính Danh của Tùng Đảo Thư Viện. Hắn vẫn luôn chú ý đến sự biến hóa của thế cục ở Thanh Hà Phủ, đặc biệt là hung thủ giết chết Khương Sơn Thành kia. Vừa biết tên Lý Thanh Sơn hiện thân, hắn đã lập tức đuổi tới, nhưng vì quy tắc cản trở nên không thể ra mặt. Sau đó lại thấy yêu nghiệt quá mức khoa trương nên cũng không nhấn lại nổi nữa. Văn Chính Danh mở miệng nói một câu như sấm rền đập vào tai Lý Thanh Sơn: Yêu nghiệt, chịu chết đi. Kiếm phong lăng lệ đâm đau cả mắt. Lý Thanh Sơn nhớ lại tới Phi Long trưởng lão, trong lòng trùng lại, là tu sĩ kim đan, thấp giọng quát: Linh quy huyền giáp. Màn sáng xanh nhạt sáu cảnh tầng tầng lớp lớp ngăn trước mặt Lý Thanh Sơn. Hắn không dám dùng kính tượng phản xạ, không chỉ vì hôm nay đã hao phí quá nhiều tâm niệm, càng bởi vì năng lực hiện tại của hắn e rằng không phản xạ nổi 1% sức mạnh của người kia, chỉ có thể dùng phương thức đơn giản trực tiếp nhất để tiến hành phòng ngự. Nếu Văn Chính Danh biến chiều, Lý Thanh Sơn cũng có thể thoát thân từ trong luồng kiếm khí này. Nhưng kiếm của Văn Chính Danh đã rút ra thì sẽ không quay lại, đến thẳng đi thẳng, chính trực như người, phá vỡ từng tầng linh quy huyền giáp. Đó là việc mà Phó Thanh Khâm muốn làm mà chưa thể làm được. Lý Thanh Sơn lắng ánh mắt lại, buộc tâm trí ổn định lại, hai tay giang ra, tóc đỏ tung bay. Yêu đan linh quy quay tít, yêu khí trong người toàn bộ rót vào trong linh quy huyền giáp. Ta đã không phải Lý Thanh Sơn của ngày xưa nữa rồi, dù là tu sĩ kim đan có muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Toàn bộ Dạ Du Nhân đều đại kinh thất sắc, dồn dập lui về sau. Các nàng không thể nào chống chọi lại sự đáng sợ của tu sĩ kim đan, lo sợ bị đối phương chú ý đến. Duy chỉ có Dạ Liêu Tô vẫn đứng ở đó. Minh Hoàng Cẩm Tú biến to ra vài trường, bay về phía Văn Chính Danh. Ngay khi vừa chạm vào cố ý chí cương trực kia thì dẹt một tiếng đã bị xé tan tành. Dạ Liêu Ba hét lên một tiếng, hóa là một cái bóng đen nhào về phía Văn Chính Danh, giữ tận đâm dao găm xuống, lại ầm ầm một tiếng bị bay ngược về, đâm nát vô số cây rừng. Liêu Ba! Dạ Liêu Tô kinh hô. Ý chí cương trực của Văn Chính Danh cũng khẽ lay động, phá vỡ thêm 3 tầng linh quy huyền giáp rồi như nỏ mạnh hết đà. Lý Thanh Sơn động nộ, rút linh quy huyền giáp đi, hám mồm phun ra một hạt châu hình bầu dục, chính là trứng phượng hoàng mà hắn đang ngưng tụ từ nham tương địa hỏa mà thành. Ầm một tiếng như mặt trời mọc lên đất liền,
lại như núi lửa phun trào. Nhân kiếm bình thiên hạ. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Văn Chính Danh cũng hơi biến sắc, quát khẽ một tiếng. Kiếm theo gió lên, hạo nhiên khí động, một kiếm bổ xuống, phá tan trùng trùng hỏa diễm, chém xuống đỉnh đầu Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn hét to vung huyết đao lên, không lui mà lại tiến, liều chết xông lên. Kiếm thế đột nhiên lệch đi, lướt qua bên cạnh hắn, rơi vào trên động đỉnh sơn xuyên qua tầng tầng đất đá. Động đỉnh sơn ầm ầm nứt thành hai nửa, sụp đổ sang hai bên. Văn Chính Danh cúi đầu nhìn, một sợi tinh nhện mảnh đến mức không thể thấy được đang quấn quanh lưỡi kiếm, nhìn về sau lưng Lý Thanh Sơn, lạnh lùng nói: "Nhện nhện tinh." Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn, không biết từ lúc nào La Ti Chu Hậu đã đứng sau lưng hắn, cười nói: "Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng." "Văn tiền bối, cứu ta." Đình đồng từ trong đất đá bay vọt lên, bay về phía sau Văn Chính Danh, trong đó truyền ra tiếng kêu cứu. La Ti Chu Hậu không thèm nhìn mà búng tay một cái, đình đồng đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, không còn động tĩnh gì nữa. Lần này, Lý Thanh Sơn nín thở, ngưng thị mới nhìn rõ. Cái đình đồng trải qua vài lần oanh kích mà vẫn an nhiên vô dạng, lại bị một sợi tê nhện óng ánh, mỏng hơn cả sợi tóc xuyên thấu. Lúc thu hồi về lại trong tay Chu Hậu, đã bị nhuộm thành một sợi chỉ đỏ diễm lệ. Một trúc cơ tu sĩ bị La Ti Chu Hậu tiện tay giết chết như giết chết ruồi nhặng vậy. Văn Chính Danh ở cự ly khá xa, chưa kịp phản ứng, đại phát lôi đỉnh. "Yêu nghiệt, tới đi." La Ti Chu Hậu giang cánh tay thon dài ra, váy dài đỏ rực như lễ phục, nửa lộ ra bộ ngực nở nang, yêu diễm không gì sánh kịp, như muốn ôm lấy trường kiếm của Văn Chính Danh, nụ cười trên mặt vô cùng ác độc diễm lệ. Lý Thanh Sơn chợt hiểu trong lòng, cuộc chiến này vừa bắt đầu thì Thanh Hà Phủ đã không còn là bàn cờ nữa. Dư quang quét ra, Dạ Lưu Tô đã nhận ra trận nổ vừa nãy mà đưa Dạ Lưu Ba lùi về phía sau, mới hơi yên tâm. Tuy hôn mê bất tỉnh, nhưng may vẫn là còn sống. Áo bào của Văn Chính Danh bay phần phật, hạo nhiên chí khí cuộn trào, đại chiến lập tức bộc phát. Nụ cười trên mặt La Ti Chu Hậu cứng lại, một giọng nói làm Lý Thanh Sơn cảm thấy rất quen thuộc từ thiên không chuyển tới. "A la, lại là lâu rồi mới gặp." Nháy mắt, một thân ảnh hạ xuống giữa La Ti Chu Hậu và Văn Chính Danh, bạch y như tuyết, tư thái bồng bềnh, tay cầm quạt ngọc cốt, nụ cười tự nhiên như gió, chính là Cố Nhạn Ảnh. Khán giả vẫn luôn ẩn thân sau màn cuối cùng cũng không nhẫn lại được nữa mà nhảy lên đài rồi. Cố Nhạn Ảnh thâm thúy liếc Lý Thanh Sơn một cái. 3 năm trước vốn muốn giáo huấn tiểu tử không nghe lời này một trận, sau đó bị một việc khác làm phân tâm, lúc quay lại thì hắn đã bắt đầu bế quan. Vừa bế quan là 3 năm liền, vừa xuất hiện liền quậy long trời lở đất, giống như muốn bù lại tất cả quãng thời gian đã lãng phí vậy. Cố Nhạn Ảnh nhìn hai đại cao thủ nhân đạo yêu đạo, cười vui vẻ nói với Lý Thanh Sơn: "Lại có thể làm cho Văn viện chủ thi triển ra tam tài kiếm, ngươi cũng coi như lợi hại đó." "Không dám, không dám." Hiện tại Lý Thanh Sơn tâm tư rất cẩn thận, càng cảm thấy Cố Nhạn Ảnh có lẽ đã phát giác ra gì đó, không biết là vào lúc nào. 3 năm trước hay là khi hắn gia nhập Bách Gia Kinh Viện, hoặc là ngay từ đầu đã biết rồi. Nàng vốn có vô số cơ hội để chế phục hắn, lại vì lý do gì mà dâng cung nhưng không bắn? Chẳng lẽ là nể tình đều là yêu quái sao? Hay là sợ người đã giết Phi Long trưởng lão là Nghiêu Ca nên muốn quan sát cẩn thận một phen? "Cố Nhạn Ảnh, ngươi cút ra cho ta." La Ti Chu Hậu nghiến răng nghiến lợi nói. "Cố thống lĩnh, yêu ma ngông cuồng như vậy, lão phu nắm giữ chính đạo, không thể ngồi nhìn không quản nữa. Nếu ngươi chịu giúp ta chạm yêu trưởng mà, xin hãy ra tay. Còn nếu không thì mời tránh sang một bên, đừng cản trở ta." Khí thế của hai người cùng tập trung trên người Cố Nhạn Ảnh, muốn ép nàng rời đi. Cố Nhạn Ảnh khổ não ra mặt, lấy quạt gõ gõ chán, thổn thức nói: "Ta khó mà có thể nghe theo hai vị." Dời ánh mắt, khóe môi cong lên: "Chỉ có thể làm theo con tim thôi." Lý Thanh Sơn luôn cảm thấy lời nói này là nói cho bản thân hắn nghe, lại có chút cảm giác yêu sầu. Nhân đạo hoặc yêu đạo, bất kể là chọn bên nào đều không thể có được sự bình yên thật sự, chỉ có thể đi theo con đường của chính bản thân mình, nhưng mà lại là một con đường cô độc không ai hiểu được. Trong mắt bất kỳ thế lực nào đều là kẻ phản đồ đáng ghét. Lý Thanh Sơn khẽ giật mình, ngước nhìn tư thế hiên ngang độc lập của nàng, dung nhan tuyệt mỹ thiên hạ vô song, trong lòng hơi xúc động, không nhịn được đặt tay lên ngực tự hỏi: tấm trung tình ngày xưa có từng thay đổi hay chưa? "Ta có trách nhiệm đảm bảo cuộc chiến này phải tiếp tục mà không bị can thiệp, nhưng xem ra không lời lẽ nào có thể thuyết phục được hai vị." Cố Nhạn Ảnh thu lại nụ cười, soạt một tiếng mà quạt xếp ra.
Ai không hài lòng với sự phân xử của ta thì cứ ra tay với ta đi. La Tỳ Chủ Hậu hừ nhẹ một tiếng, khẽ giơ ngón tay lên. Lý Thanh Sơn đi lên trước một bước, nhỏ giọng nói: Chủ Hậu đại nhân, trận chiến này chúng ta đã chiếm thế thượng phong rồi. La Tỳ Chủ Hậu quay lại nhìn: Ý của ngươi là? Tình hình ổn rồi nên thu binh thôi. Lý Thanh Sơn nhún nhún bả vai: Hiện tại mà phá đi ván cờ thì lập tức sẽ phải chịu sự đuổi giết của Văn Chính Danh. Không bằng mượn cơ hội này vơ vét đồ lợi ích trong bàn cờ này đã rồi tính, rồi sẽ có một ngày có thể vượt ra khỏi bàn cờ, chém đứt hết những bàn tay dám thao túng hắn. La Tỳ Chủ Hậu trầm ngâm một lát, hình như cũng cảm thấy phá đi cục diện tốt mà Lý Thanh Sơn sáng tạo ra có chút lãng phí. Dù sao cuộc chiến là chuyện đã định, không gấp gáp nhất thời làm gì, thu lại yêu khí, quay người đi luôn. Cố Nhạn Ảnh nói một câu cảm ơn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lý Thanh Sơn, quay người nói với Văn Chính Danh: Văn viện chủ, không cần người mình đánh người mình chứ? Lời của Phó Thanh Khâm ngươi cũng nghe thấy rồi, chẳng lẽ không có lòng tin với Tàng Kiếm Cung như thế ư? Văn Chính Danh nhắm mắt lại, chậm rãi than một tiếng, tra kiếm vào vỏ, phá không mà đi, để lại một câu nói: Nếu Cố đạo hữu cứ lưỡng lự như vậy, rồi sẽ có lúc chịu thiệt đó, xin hãy tự lo cho bản thân đi. Cảm ơn Văn đại nho đã nhắc nhở, nhưng mọi việc trên thế gian đâu thể theo lòng người được, có được tất có mất. Cố Nhận Ảnh chắp tay, gió cuốn mây tan mà bay vút lên thiên không. Trong chớp mắt, ba người quan sát không nhịn được mà lên đài, đã quay lại trong bóng tối. Dãy đồng đỉnh sơn đã hoàn toàn nát vụn, Lý Thanh Sơn nhặt đỉnh đồng lên, tuy có điểm hư tổn nhưng tốt xấu gì cũng là một kiện pháp khí. Các dạ số nhân bị dọa sợ lại vô thanh vô thức tụ tập lại, đều lo lắng bất an ra mặt, và lúc then chốt mà lại bỏ chủ soái để chạy trốn, ở bất kỳ tổ chức nào cũng là không thể tha thứ được. Đại nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Dạ Minh Châu cẩn thận dè dặt thăm dò, nhưng trên mặt Lý Thanh Sơn cũng nhìn không ra hỉ nộ. Đi về, Lý Thanh Sơn hạ lệnh, bây giờ lại động thủ thì cũng đã mất đi hiệu quả đột kích. Dạ Du Nhân lại không quen hành động dưới ánh nắng, được nọ mất kia, không có lợi cho việc tái chiến. Không tiếp tục tấn công ư? Vết thương của Lưu Ba quan trọng hơn. Lý Thanh Sơn rẽ ngang mọi người, đi đến trước mặt Dạ Lưu Ba, nàng vẫn còn đang hôn mê. Lý Thanh Sơn vuốt nhẹ gò má nàng, cảm thấy trong cơ thể nàng có một luồng khí tức đang ngang ngược hoành hành. Thứ làm nàng hôn mê chính là hạo nhiên chí khí của Văn Chính Danh. May mà Văn Chính Danh vẫn luôn tập trung tinh thần vào trên người mình, nàng chỉ bị phản kích làm bị thương. Nếu Văn Chính Danh phân ra một chút tinh thần để đối phó với nàng thì kết quả là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Mỗi một lần thiên kiếp đều là một tầng cảnh giới, hơn nữa khác biệt vô cùng lớn, như là rãnh trời vậy. Dạ Minh Châu nhíu mày bẩm báo: Luồng khí tức này vô cùng ngoan cố, hơn nữa lại âm ỉ khắc chế sức mạnh của Dạ Du Nhân chúng ta, cực kỳ khó đối phó. Lý Thanh Sơn vung tay lên, từng phiến linh quy huyền giáp bay ra rồi tụ lại bao trùm lấy nàng, trôi nổi trong không trung như một cỗ quan tài bằng thủy tinh. Lý Thanh Sơn thở dài một hơi, sự tiêu hao của hắn cho cuộc chiến này là cực đại, bất kể là yêu khí hay là tinh thần, lúc này mới coi như là khôi phục được mấy phần. Mắt chừng lớn lên, yêu đan chuyển động, linh quy chấn hải. Tuy tu vi tinh thâm, không hiểu mọi loại dị năng thần thông, nhưng mà sức mạnh của linh quy huyền giáp để thi triển linh quy chấn hải trên người khác thì hắn cũng là lần đầu thử nghiệm. Dạ Lưu Ba chấn động cả người, lộ ra thần sắc thống khổ. Hạo nhiên chí khí trong cơ thể như có linh tính tả xung hữu đột, tránh khỏi sức mạnh của Lý Thanh Sơn, đồng thời tạo thành thương tổn càng lớn cho Dạ Lưu Ba. Chủ nhân, Dạ Lưu Tô lo lắng nói. Ngoài tầng mây, Văn Chính Danh quay đầu nhìn lại, tuy nhận nhện tinh giết một chút cơ tu sĩ ngay trước mặt hắn, nhưng hắn ra tay cũng không phải không có thu hoạch gì. Lý Thanh Sơn nhíu mày, rành rành chỉ là một cỗ hạo nhiên chí khí, hắn đã dùng toàn bộ yêu khí nhưng lại có cảm giác không thể chấn áp được, giống như dùng một đôi tạp bình đối kháng với vài chục tinh binh thiết kỵ. Cứ như vậy thì không bao lâu nữa Dạ Lưu Ba sẽ mất mạng. Lý Thanh Sơn hạ quyết tâm, khoe cát một tiếng, chấn. Linh quy huyền giáp ép xuống bốn phía, thâm nhập vào cơ thể Dạ Lưu Ba, triệt để dồn ép cố hạo nhân chí khí kia đến mức không thể trốn đi đâu được nữa, cuối cùng tan biến hoàn toàn. Yêu nghiệt, giỏi lắm. Ánh mắt Văn Chính Danh lóe lên, do dự một chút rồi cũng phất tay áo rời đi. Một lát sau, Dạ Lưu Ba từ từ tỉnh lại, nhìn đến Lý Thanh Sơn, yếu ớt nói. Chủ nhân, người không sao chứ? Ta đương nhiên không sao cả. Lý Thanh Sơn mềm lòng,
khẽ cười rồi bỏ Linh Quy huyền giáp đi, đặt đan dược chữa thương vào trong miệng nàng rồi bế nàng lên. Đi thôi. Dạ Lưu Ba có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó lại vô cùng vui vẻ, tay vòng qua cổ Lý Thanh Sơn, đầu dán vào trong ngực hắn, bộ dáng ngọt ngào ra mặt. Nhóm người quay về động phủ trong lòng đất. Lý Thanh Sơn đặt Dạ Lưu Ba lên trên thạch đài. Nghỉ ngơi một chút đi. Lại lấy tất cả bách bảo nang thu được trong trận chiến này, bắt đầu luận công ban thưởng. Dạ Lưu Tô, ngươi tính toán đi. Dạ Lưu Tô tuân mệnh đi lên, mở ra từng cái túi bách bảo nang tiến hành thống kê. Trận này chém giết 9 trúc cơ tu sĩ, vô số luyện khí sĩ, chiến lợi phẩm thu được cực kỳ phong phú. Chỉ riêng cực phẩm linh khí đã có 17 kiện, thượng phẩm linh khí hơn 100, những linh khí khác gộp lại cũng gần ngàn. Mỗi một món đồ được lấy ra, làm mắt các dạ du nhân lại lấp lánh theo. Mà các loại đan dược càng là chói lóa cả mắt, đếm không hết được. Chờ đến khi Dạ Lưu Tô lấy hết các loại phù lục pháp trận khôi lỗi ra, gần như đã bành ngập cả động quật, biến thành một kho báu khổng lồ. Đầu tiên là phần của ta. Lý Thanh Sơn chọn những đan dược có ích cho mình trước tiên, trong đó riêng đạo hạnh đan có 4 viên, thêm những đan dược cao cấp khác, đủ để đảm bảo hắn có thể tu Nghiêu Ma đến tầng thứ 4. Sau đó là mấy tấm xích phù, tuy đều là tạp phẩm hạ phẩm, nhưng uy lực cũng không hề kém. Quan trọng nhất là không có đặc trưng rõ ràng, dù lấy thân phận nhân loại để sử dụng cũng sẽ không bị người khác tra ra nguồn gốc. Linh khí chỉ chọn binh phủ khống chế thi binh, chuẩn bị tăng cùng với mấy thi thể khác cho tiểu ăn. Mà những linh khí khác, một là không có tác dụng, hai là khó bán, hắn đều không lấy. Chẳng qua huyết đao và đỉnh đồng quan trọng nhất đã ở trong túi hắn rồi. Huyết đao là để cho yêu thân sử dụng, lần này đánh bại Phó Thanh Khâm chủ yếu là bắt nạt hắn vì không hiểu gì về thần thông ảo diệu của mình, cũng khó trách Phó Thanh Khâm không phục còn dám thể như vậy nữa. Sau này lại muốn thắng hắn thì phải dựa vào bản lĩnh thật sự, có thanh huyết đao này trong tay thì cũng coi như không bị thiệt quá. Mà đỉnh đồng thì có thể để trong động phủ để luyện khí, dựa vào tu vi trúc cơ của hắn thì chắc đã có thể luyện hóa sử dụng rồi. Tuy nhiên ở phương diện luyện khí hắn còn chẳng đến mức nhập môn, nhưng có lợi khí bậc này trong tay, xài chút thời gian học tập là có thể luyện chế được linh khí tương đương. Sau khi chọn xong, Lý Thanh Sơn quay lại nói: Lưu Ba, chọn 3 kiện cực phẩm linh khí đi. Dạ Lưu Ba mong đợi nhìn Lý Thanh Sơn, cắn môi nói: Nhưng mà chủ nhân, ta có thể đổi phần thưởng khác hay không? Đừng quậy, nhanh lên. Ánh mắt Lý Thanh Sơn càng ôn hòa hơn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay hắn có được lòng trung thành như vậy. Dạ Lưu Ba tuy có chút không cam lòng, nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú kia lại không thể cự tuyệt được. Lần này mạo hiểm sinh tử coi như là không uổng công. Dưới ánh mắt đố kỵ hâm mộ của mọi người, Dạ Lưu Ba chọn đi chọn lại được 3 kiện linh khí cực phẩm. Một thuẫn bài hộ thân, một cái cung nhỏ ngân quang lấp lánh, cuối cùng lấy một cái vòng vàng đeo lên cổ tay. Con nha đầu này thật sự đắc thế rồi. Sớm biết thì lúc đầu đã tốt với nàng một chút rồi. Dạ Minh Châu thẩm nghĩ, Dạ Lưu Ba không những một lần lấy tận 3 kiện cực phẩm linh khí, mà chúng lại còn được ưu tiên chọn ra, chính là những thứ tốt nhất trong số cực phẩm linh khí này. Lưu Tô cũng lấy 2 kiện, trận này cũng may nhờ có kế sách của người mới có thể nhẹ nhàng chiến thắng như vậy. Cảm ơn chủ nhân. Dạ Lưu Tô cúi người hành lễ, đi lên lấy 2 kiện, biết rằng điều này chẳng liên quan gì đến việc nàng không bỏ chạy lúc nguy cấp. Trong lòng lại nghĩ, nếu không phải trên vai gánh lấy sứ mạng trấn hưng Dạ Du Nhân, nàng phải chăng có thể làm giống như Dạ Lưu Ba? Lý Thanh Sơn quay người lại, sắc mặt không thiện chí mà nói: Hiện tại đến các ngươi rồi. Tay lướt qua các cực phẩm linh khí linh quang lấp lánh. Còn lại 12 kiện, 6 thị tộc, mỗi tộc lấy 2 kiện. Lâm trận chạy trốn, chiến lợi phẩm giảm một nửa. Bọn ngươi có dị nghị gì không? Dưới ánh mắt của Lý Thanh Sơn, các chủ mẫu đều cúi đầu xuống, nào dám có dị nghị gì. Tuy là đau đớn trong lòng, nhưng mà Lý Thanh Sơn phát tác ra, các nàng trái lại có cảm giác nhẹ nhõm, mỗi người đều đi lên chọn lấy 1 kiện. Lý Thanh Sơn phất phất tay: Lưu Tô, những thứ còn lại ngươi phân phối đi. Dạ Lưu Tô lĩnh mệnh, lấy ra một phần từ các loại linh khí phù lục đan dược, chỗ còn lại chia đều thành 7 phần, phần nhiều hơn đương nhiên chia cho đội thân vệ, tương đương với việc tuyên bố thành lập một thị tộc mới. Chỉ có nắm giữ quyền lực mới có thể quán triệt tư tưởng của bản thân. Các chủ mẫu quay đầu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt tràn đầy lo nghĩ. Các thần vệ thì đều hoan hỉ không thôi, có thể có nhiều hơn một phần thưởng đương nhiên là việc tốt, cần gì để ý đến việc ai chỉ huy, có lợi ích là được rồi. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu. Sau khi luận công ban thưởng xong,
cất chỗ tài nguyên nhiều như biển còn thừa lại, trong lòng nghiền ngẫm những thứ được và mất ở trong trận chiến này, để lại phân thân kính tượng ở đây để đối phó, bản thân trở về động phủ ở Liên Nhạc Sơn. Bầu trời tươi sáng, Liên Nhạc Sơn, trước cửa Thanh Tiểu Đồng phủ. Tiểu An trong lòng có cảm giác đi ra khỏi động phủ, ngó về phương xa, chỉ thấy một đóa mây trắng kéo theo đuôi mây dài dài đang rạch trời bay đến, nàng cười an tâm. Ta quay lại rồi. Lý Thanh Sơn bế Tiểu An lên, nói bên tai nàng. Trận chiến này đánh rất thống khoái, tàn nhẫn giáo huấn tên Phó Thanh Khâm kia một trận, đây là lễ vật. Nói rồi nhét một cái bách bảo nang cho Tiểu An. Trước khi khai chiến, Lý Thanh Sơn đã dặn dò Dạ Dô Nhân làm tốt việc thu thây. Trong bách bảo nang có tất cả thây xác trong trận chiến này, thi thể của 9 trúc cơ tu sĩ đều ở trong đó. Như vậy, một là có thể làm uy lực của niệm châu đầu lâu để cao thêm một bậc, có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Mà Lý Thanh Sơn chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng lại, đã thấy Tiền Dung Chỉ đạp gió mà tới. Tiền Dung Chỉ nhẹ nhàng hạ xuống bình đài, không người đạch bách bảo nang vào trong tay Lý Thanh Sơn, cười nói, đây là thứ người muốn. Đứng thẳng người lên, xòe bàn tay ra với Lý Thanh Sơn. Hiện tại đến lượt chúng ta tính nợ rồi. Lý Thanh Sơn mở bách bảo nang ra, đếm sơ qua, lấy ra 2 viên chân linh đan. Đủ chưa? Tiền Dung Chỉ sáng bừng mắt, mặt mày rạng rỡ. Đủ rồi, ngươi vẫn biết quan tâm như vậy sao? Đột nhiên nghiêm túc lại. Hiện tại nói chuyện nghiêm túc đi. Bách ra kinh viện triệu gấp, tất cả trúc cơ tu sĩ quay về bàn bạc. Lý Thanh Sơn tâm nói, quả nhiên là như vậy. Ngươi không hề xem xảy ra việc gì sao? Tiền Dung Chỉ vô tình hỏi, trong lòng nghĩ, hình như hắn vừa mới quay về. Xảy ra việc gì à? Lý Thanh Sơn mặt không đổi sắc mà hỏi. 11 trúc cơ tu sĩ của chú Yêu Minh bị giết, 7 phái bị diệt. Trong đó, Thạch Ma giết 2 người, mà yêu quái 3 năm trước giết chết Tam Sơn lão nhân, Đại Phá Thanh Đằng Sơn lại lần nữa ra tay, xuất lĩnh vài chục Dạ Du Nhân cấp bậc trúc cơ, giết chết 9 người, hiện tại được xưng là Nguyệt Ma. Đây chính là tình huống trước mắt, các vị có ý kiến gì không? Trong Bách Gia Kinh Viện, Liễu Trường Khanh biểu tình trang trọng, dùng lời lẽ ngắn gọn nhất giới thiệu tất cả mọi việc đã xảy ra đêm qua. Ở trước mặt hắn, chúng tu sĩ tề tụ lại, có khoảng 3-40 người, trong đó có không ít khuôn mặt mà Lý Thanh Sơn chưa từng gặp qua, là những tu sĩ đã đạt đến cảnh giới trúc cơ, nhưng không hề làm chức gia chủ mà mở mang động phủ để ẩn tu, cũng lệ thuộc vào Bách Gia hoặc nói là triều đình. Trong chiến tranh thì không thể chỉ lo cho bản thân mình, đều bị điều động ra. Ánh nắng long lanh từ cửa sổ chiếu vào trong sảnh đường, bụi bặm chìm nổi trong cột ánh sáng. Tiếng chim hót từ ngoài cửa vọng vào, hồ long xà sóng nước lấp lánh. Đây vốn nên là một buổi trưa cực kỳ yên tĩnh và an bình, không khí trong sảnh đường lại áp lực không gì sánh được. Nếu có phạm nhân ở đó, nhất định hình tượng kẻ tu hành thong dong đạm định trong lòng sẽ bị lật đổ. Biểu cảm chấn kinh và ngẫm nghĩ khắc sâu trên mặt mỗi người. Tuy không cùng đường với chỗ Yêu Minh, thậm chí hai bên còn có khá nhiều mâu thuẫn vướng mắc, nhưng đồng một cái, bao nhiêu tu sĩ có thân phận tương đương với bọn họ chết đi. Điều mà bọn họ cảm nhận được đã không chỉ là sự xót thương đồng loại, mà là cảm giác khủng bố đe dọa thật sự. Lý Thanh Sơn nhíu mày trầm tư, tựa như đang cảm khái sự thảm liệt của chiến tranh. Như Tâm nhìn chằm chằm vào mặt hắn, dường như cảm thấy rất thú vị. Nhưng từ sau khi Tiền Dung Chỉ nhắc nhở, Lý Thanh Sơn đã quyết tâm đề cao sự tu dưỡng của một diễn viên, đặc biệt là ở trước mặt những chuyên gia này, càng không thể lộ ra chút sơ hở nào. Cho nên bất kể Như Tâm nhìn thế nào, hắn đều giống như một tượng đá tên là kẻ trầm tư. Như Tâm rất nhanh đã cảm thấy nhàm chán, lười nhác nháp một cái, chống gò má nhìn về long xà hồ long lánh ánh nước ngoài cửa sổ, hồi ức dâng lên như thủy triều. Ánh nắng nhảy nhót biến thành từng cụm hỏa diễm thiêu đỏ bầu trời, từng thân ánh rực lửa bay lượn nhảy múa trong lửa như những tia lửa bắn tung tóe. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, gầm thét như núi lửa phun trào, liệt hỏa từ trong miệng tuôn ra bay tung khắp ra bầu trời, giống như một trận mưa sao băng. Nước biển tràn lên đê kè, tràn ra phá hủy rừng rậm, làm chim ngập núi đồng, ngàn vạn giao nhân quẫy đuôi bơi trong đó. Đồng thanh vịnh sướng, nếu chưa từng nghe qua, ai cũng không thể tưởng tượng được giao nhân ôn du dịu dàng mà lại có thể hát ra chiến ca kinh tâm động phách như vậy. Tiếng ca bay lên thiên không, dường như biến thành những sợi dây thừng vô hình, kéo từng viên hỏa tinh vào nước biển rồi dập tắt đi. Nhưng các nàng cũng bị những viên sao băng lửa kia dồn dập đánh trúng, hóa thành than cháy. Mỗi lúc như vậy, tiếng ca của giao nhân bên cạnh sẽ càng vang vọng bi thương hơn, còn có lệ châu óng ánh tuôn ra khỏi tròng mắt,
hóa thành từng viên châu lấp lánh, chìm vào biển lớn sâu không thấy đáy. Sau khi chúng tu sĩ kinh ngạc xong, thì đang triển khai một trận thảo luận kịch liệt. Nguyệt ma thật sự lợi hại như thế à? Đến tột cùng thì hắn là yêu quái gì vậy? Theo ta thấy, thì không phải bản thân hắn lợi hại, mà là Dạ Du Nhân quá đáng ghét. Dù gì cũng có một chữ nhân, mà lại trợ trụ vi ngược. Sớm nên chém tận giết tuyệt những dị nhân này, không để lại hậu họa. Bản thân hắn không lợi hại sao? Ta nghe nói Phó Thanh Khâm của Tàng Kiếm Cung đã ra tay rồi, mà lại thất bại trọng thương. Chẳng qua là lấy nhiều đánh ít thôi. Lấy nhiều đánh ít, xem ra ngươi bế quan quá lâu, tin tức lạc hậu lắm rồi. 3 năm trước hắn lấy một địch ba, đánh giết 2 người trong Tam Sơn lão nhân, dọa cho Thanh Đằng lão nhân không dám về núi. Sau này có được bộ lưỡng nghi vi chẩn trận mới dám đi về, kết quả vẫn là bị giết rồi. Lý Thanh Sơn nghe được lại có mấy phần ngầm vui vẻ, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, tránh để lộ ra ý cười trong mắt. Nhưng nghe nhiều cũng thấy vô vị, mở mắt ra, thoát ra khỏi trạng thái kẻ trầm tư, nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên mặt Như Tâm, bỗng giật mình. Ánh mắt của Như Tâm mê mang, giống như đang nhìn về một nơi rất xa. Ánh nắng dọi vào gương mặt mịn màng tinh tế của nàng, bất chi bất giác mất hết tất cả biểu cảm, giống như là một mỹ nhân được khắc từ bạch ngọc, đẹp đến không có sinh khí. Lúc này, tim Lý Thanh Sơn trùng xuống một cách kỳ lạ, truyền âm vào tai nàng. Như Tâm, đang nhớ tên đàn ông nào sao? Như Tâm hoàn hồn lại, truyền âm đáp rằng, dù sao cũng không phải đang nhớ người. Ta thì sao chứ? Không đáng được ngươi nhớ tới sao? Nhớ ngươi còn không bằng nhớ Nguyệt Ma, nghe nói là một mỹ nam tử đó. Biểu cảm dí dỏm mà Lý Thanh Sơn quen thuộc đã quay lại trên mặt Như Tâm, liếc mắt lườm Lý Thanh Sơn, ý nói ngươi tự soi gương lại cái mặt mình đi. Lý Thanh Sơn khẽ cười, vậy ngươi cứ tiếp tục nhớ đi. Trái lại làm Như Tâm có chút bất ngờ, bộ dáng nháy mắt đưa tình của hai người rơi vào trong mắt Hàn Thiết Y, mày kiếm hơi nhíu lại. Hoa Thừa Tán truyền âm cười nói, hai cái người này vẫn thoải mái thế nhỉ, cũng đáng để cho chúng ta noi theo đó. Liễu Trường Khanh nâng tay tỏ ý, đợi đến lúc sảnh đường yên tĩnh xuống. Chứ vì Đào Hiếu đang ngồi ở đây, có rất nhiều người vẫn luôn tiềm tù, có thể không hiểu lắm về con yêu quái đó. Vương Thông Lĩnh, ngươi lên giới thiệu một chút đi. Vương Phác Thực mặt mày nghiêm túc, lạnh lẽo như sắt, đứng dậy đi lên đài, che bức tranh ngày xưa Chử Đan Thanh vẽ lên. Đây chính là Nguyệt Ma, tên thật là Bác Nguyệt. Còn về sức mạnh của hắn, căn cứ vào tin tức mà ta do được, hắn từng đánh bại Thạch Ma Huyết Ma, được Chu Hậu phong làm thống soái của Dạ Du Nhân. 3 năm nay vẫn luôn bế quan tu hành, một trận chiến đêm qua đã thể hiện ra sức thống trị cực mạnh. Về điểm này thì Chu Yêu Minh hay thậm chí chúng ta đều không thể so sánh được. Hai đại thế lực của nhân loại đột nhiên cản trở lẫn nhau, ai cũng không dám dốc toàn lực để vây đánh yêu quái một trận, chỉ sợ làm tổn thương nguyên khí thì sẽ có lợi cho đối phương. Vương Phác Thực nói tiếp, nếu chư vị vẫn chưa được nhận thức rõ ràng về sức mạnh của hắn, vậy thì sáng nay Phó Đào Hiếu của Tàng Kiếm Cung đi Đồng Đình Sơn cứu viện, tuy nhiên bị chúng mai phục, tổn thất không ít linh lực. Sau đó Phó Đào Hiếu nhốt Nguyệt Ma ở trong huyễn cảnh Thanh Khư, Nguyệt Ma vì chờ đợi viện binh nên không lập tức ra tay, và lúc linh lực của Phó Đào Hiếu khôi phục tương đối thì bọn hắn bắt đầu quyết đấu, Phó Đào Hiếu chiến bại. Sảnh đường thoáng chốc đã yên tĩnh lại. Trong 3 năm nay, sự cường đại đáng sợ của Thạch Ma và Huyết Ma đã khắc sâu vào lòng người. Ở phe nhân loại thì thanh danh của Phó Thanh Khâm là cao nhất, hình như còn mạnh hơn cả mấy tu sĩ chốc cơ hậu kỳ. Nguyệt Ma lại có thể đánh bại cả 3 kẻ này sao? Lý Thanh Sơn lại nghe được chút ý tại ngôn ngoài. Lão Vương vốn cực kỳ bất mãn với Phó Thanh Khâm, hiện tại lại mổ mồm ra là Phó Đạo Hiếu. Vương Phác Thực nặng nề thở dài, từ hôm nay trở đi, chúng ta lại có thêm một địch nhân đáng sợ, tình thế vô cùng gay go. Hôm trước Phó Đạo Hiếu đã đưa hung đồ của chú Y Môn ngày xưa sát hại Ưng Lăng Vệ tới Thanh Hà Phổ, xem ra là có ý cầu hòa bên mình. Ta vốn nghĩ chuyện này rất khó quyết, không muốn nói thêm điều gì, hiện tại không thể không mời chư vị cùng thảo luận. Lý Thanh Sơn không nghĩ đến Phó Thanh Khâm đã ngầm hành động rồi, nếu không phải hắn ra đòn phủ đầu, chỉ sợ sẽ là Phó Thanh Khâm xuất lĩnh tu sĩ ồ ạt tiến công. Chẳng qua nói đi nói lại thì hắn cũng là động lực lớn nhất khiến hai thế lực tác hợp với nhau, áp lực bên ngoài luôn thúc đẩy hòa bình bên trong. Sảnh đường yên tĩnh một lát rồi lại huyên náo lên, nhưng chủ yếu là thảo luận kết liên minh như thế nào, lác đác mới có tiếng phản đối. Lý Thanh Sơn tự nhiên sẽ không làm người dẫn đầu. Vương Phác Thực thấy hắn trầm mặc không nói, điểm danh nói, tiểu tử,
ngươi nói xem nên làm thế nào. Lý Thanh Sơn đứng dậy. Lão Vương, ta thấy nên kết minh. Cổ nhân có nói môi hở răng lạnh, nếu Chu Yêu Minh diệt vong thì áp lực của chúng ta cũng sẽ càng tăng mạnh. Chẳng qua chiến tranh là do Chu Yêu Minh dấy nên, hiện tại thực lực của bọn hắn giảm mạnh, chúng ta cũng nên mượn thời cơ này mà nắm giữ càng nhiều quyền lực hơn, trở thành người đứng đầu lần kết minh này, không thể để người khác sai khiến. Những lời này của Lý Thanh Sơn lập tức được mọi người đồng ý. Nếu liên minh đã trở thành điều bắt buộc, như vậy thì điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để tranh thủ được càng nhiều lợi ích trong liên minh. Kết quả tốt nhất chính là để Chu Yêu Minh đồng quy vô tận với đám yêu quái mà bọn họ muốn giết sạch. Mọi người cứ tiếp tục an tâm tu hành. Nhưng loại suy nghĩ này tuyệt nhiên không thể nói ra được. Vương Phác Thực thở hắt ra một hơi. Hắn có chút bất mãn với hai chữ lão vương này. Hắn biết đây là đáp lại của tên tiểu tử này, chẳng qua lời này ngược lại rất hợp ý hắn. Hơn nữa hiện tại hắn cũng có chút tư cách, thế nên chẳng có so đo với xưng hô như vậy. Trải qua một phen thảo luận, cuối cùng mọi người quyết định đưa Liễu Trường Khanh lên làm chủ, thêm mấy vị gia chủ nữa chuẩn bị đàm phán thương lượng với Phó Thanh Khâm. Chỉ là không biết lần này Phó Thanh Khâm bị thương, Chu Yêu Minh phải chịu tổn thất nặng nề, liệu hội đồng minh vốn định làm ở Vân Vũ Lâu có thể tiến hành theo tiến độ hay không. Lý Thanh Sơn cũng chưa quá quan tâm đến hội kết đồng minh này, hắn chỉ cảm thấy nơi được Phó Thanh Khâm chọn không tệ chút nào. Vân Vũ là một môn phái vốn nên quy về hệ thống của Chu Yêu Minh, nhưng vẫn luôn cắm rễ ở Thanh Hà Phủ, vẫn trà trộn vào trong Bách Gia Kinh Viện, đang ở trong ranh giới mơ hồ giữa hai phe. Thu Hải Đường cũng xem như một nhân vật nhanh nhẹn khôn khéo, ở giữa mà có thể sắp xếp mọi sự đều ổn thỏa. Khi hội nghị kết thúc, Lý Thanh Sơn và Như Tâm vừa truyền âm đấu võ mồm vừa đi ra ngoài. Lưu Xuyên Phong ở trong đám người, hắn liếc nhìn Lý Thanh Sơn một cái, muốn nói cái gì đó. Lý Thanh Sơn cảm giác được bèn quay đầu. Lưu Xuyên Phong như chuột thấy mèo, trong lòng khẽ rụt lại, cúi đầu rời đi. Điều này ngược lại khiến cho Lý Thanh Sơn có chút khó hiểu. Triệu Đan Thanh chật chắn ở trước mặt. Trước tiên hắn hành lễ với Lý Thanh Sơn, sau đó nói với Như Tâm. Sư tỷ, ta có thể mời đạo hữu đi thăm sư phụ ta không? Đan Thanh ngươi cũng tu đến trúc cơ rồi, sư phụ ngươi sao vậy? Lý Thanh Sơn trông thấy hắn cũng đã tu đến cảnh giới trúc cơ, trên mặt bớt đi vẻ ngây ngô, không còn bộ dáng ngơ ngác như lúc mới ra khỏi núi nữa, thay vào đó là vẻ mặt lo âu. Hơn nữa, hiển nhiên cũng không phải bởi vì chuyện của yêu tộc. Thân thể của sư phụ ta có chút không khỏe. Chữ Đăng Thanh gượng cười, lại nhìn về phía Như Tâm. Như Tâm kỳ quái nói, chẳng phải thân thể Chữ Đại Sư vẫn luôn nhận điều trị từ sư phụ ta hay sao? Hoa Tử tiền bối con nói là chữa trị không hết bệnh, Phật độ hữu duyên nhân, đường sống của đạo hữu đã tận, không còn thuốc chữa nữa, sau đó thì người không đến nữa. Vẻ mặt Chữ Đăng Thanh đầy u sầu. Lý Thanh Sơn lắc đầu, lão già kia ăn nói quả là thẳng thắn lạnh lùng, ít ra cũng nên an ủi người ta mấy câu chứ. Không biết liệu có phải bị ảnh hưởng của lão ta nên Như Tâm mới biến dạng như này không? Nếu sư phụ ta đã nói vậy, vậy chỉ sợ... Thôi được rồi, để ta đến xem thử. Như Tâm vốn định cự tuyệt, nhưng lại thấy trên mặt Chữ Đan Thanh gần như đã lộ vẻ cầu khẩn đáng thương, bèn đổi giọng đáp ứng. Chữ Đan Thanh liên tục nói cảm ơn, vội vàng dẫn đường ở phía trước. Lý Thanh Sơn cũng thầm biết đây chẳng qua là cố làm hết những chuyện có thể làm mà thôi. Cảm động trước tấm lòng hiếu thuận này của hắn, không khỏi có chút thổn thức, tâm niệm vừa chuyển bèn đi theo. Như Tâm nói, người đi theo làm gì? Lý Thanh Sơn nói, đương nhiên là đi thăm hỏi rồi, ta với Chữ Đại Sư cũng xem như có chút pháp duyên. Hắn dừng lại một chút rồi sau đó nói, ta có mấy bức thư pháp, muốn mời Chữ Đại Sư thưởng thức một chút. Hắn nhớ lại tới ba quyển Thảo Tự Kiếm Thư trong tay. Kết đồng minh đã gần kề, đại chiến sắp nổi lên, để cao thực lực của một nhân loại như bản thân là chuyện vô cùng cấp bách. Nếu có thể sở được ba quyển Thảo Tự Kiếm Thư này, thì có khi còn có thể có được thêm một kiện pháp khí lợi hại thuận tay. Trước kia là sợ người tài mang tội, hiện tại hắn đã không còn trăn trở điều này nữa. Cho tới bây giờ thư họa không phân nhà, khả năng cao đã không thể trông cậy được vào Lưu Xuyên Phong nữa, thế nên chuyện này chỉ đành nhờ cậy vào Hoa Gia thôi. Vẻ mặt lo lắng trên mặt Chữ Đan Thanh hơi nhạt bớt, hắn mỉm cười nói, sư huynh có lòng quá, sư phụ ta rất thích thư pháp, có khi được thưởng thức mấy bức tranh đẹp lại giúp tinh thần của sư phụ tốt lên ấy chưa. Trải qua mấy năm kiến thiết, Hoa Gia cũng có chút khí tượng rồi. Dầm chạm tường trổ, cầu cong nước chảy, phong cảnh hợp lòng người. Dù vẫn luôn trong thời kỳ chiến tranh,
nhưng khả năng của họa sĩ chủ yếu là dồn vào bức tranh chứ không phải là thực chiến. Thế nên bình thường họ sẽ không chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm mà phụ trách ở lại đảo vẽ tranh, giao cho Bách Gia Kinh Viện giúp các đệ tử khác có thêm một tầng bảo hộ an toàn. Cho nên không mất đi quá nhiều đệ tử, nhân khí dồi dào. Người qua kẻ lại đều mặc bạch y, lại không giống màu trắng tinh khiết của y ra. Bên trên còn vẽ thêm hoa điểu ngư trùng, nhân vật, non nước, dòng suối róc rách, cá bơi lội, linh động biến hóa, khó mà diễn tả. Dưới sự chỉ dẫn của Trử Đan Thanh, Lý Thanh Sơn và Như Tâm đi tới trước một gian tịnh xá bị tùng bách che quất. Hoa tươi trước cửa không sợ trời giá rét mà rực rỡ nở rộ, bướm bướm giọt dần trên khóm hoa, đẹp không sao tả xiết. Họa ký của Trử đại sư quả nhiên là sống động như thần. Lý Thanh Sơn nâng một con hồ điệp vào trong bàn tay, dùng thần niệm cẩn thận cảm ứng, mới cảm nhận được những đàn bướm cùng hoa cỏ này vốn không phải là thật. Trử Đan Thanh có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Những thứ này đều do ta vẽ, sư huynh quá khen rồi. Mấy thứ này đâu thể so được với diễn biến vạn vật trác tuyệt như của tiểu thuyết gia. Sư huynh có thể chờ ở ngoài một chút được không? Tiểu thuyết gia tuy tốt, chỉ tiếc là yêu cầu với ngoại cảnh quá cao, không thể so với họa gia đóng cửa vẽ tranh được. Được rồi, các người đi đi. Lý Thanh Sơn gật đầu cười nói, hắn gần như sắp quên mất thân phận thủ tịch đệ tử của tiểu thuyết gia. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.